Việt Nam 17, 51 rút ngắn các khoản hỗ trợ sẽ tập trung vào các lĩnh vực mới như phát triển năng lượng bền vững, năng lượng sạch và tái tạo. Liên minh châu Âu, EU và Bộ Công Thương vừa khởi động chương trình hợp phần hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng EU Việt Nam Afoto trên Matthias Schneider. Đây là một hợp phần hỗ trợ kỹ thuật cho công tác triển khai chương trình hỗ trợ chính sách ngành năng lượng trị giá 108 triệu euro của EU, được Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ và Bộ Công Thương triển khai. Giai đoạn trước, EU chủ yếu dùng tiền viện trợ cho các lĩnh vực như y tế, viện trợ thương mại, pháp quyền và du lịch có trách nhiệm, hay năng lượng bền vững, nâng cao năng lực quản trị công và pháp quyền. Nay, các khoản hỗ trợ tập trung vào lĩnh vực năng lượng bền vững, năng lượng sạch và tái tạo. Chương trình này giúp Việt Nam đạt được mục tiêu đề ra trong chương trình cung cấp nguồn điện bền vững cho 1,2 triệu hộ dân vùng nông thôn từ nay đến năm 2020. Khoản viện trợ không hoàn lại dự kiến trị giá 346 triệu euro của EU cho ngành năng lượng Việt Nam trong giai đoạn 2014-2020. Ảnh Cường Ngô trên Lao động, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại họp báo. Tại lễ khởi động, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm cung cấp điện cho cả nước, kể cả vùng sâu, vùng xa, nơi có 2% các hộ gia đình nông thôn vẫn chưa được tiếp cận điện. Bộ trưởng thông tin, chương trình sẽ thực hiện đầu tư 23 tiểu dự án cấp điện nông thôn, miền núi từ lưới điện quốc gia tại 23 tỉnh, 2 tiểu dự án cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Cao Bằng và đảo Bạch Long Vĩ, 2 tiểu dự án cáp ngầm xuyên biển cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, Quảng Ninh, đảo Nhơn Châu, Bình Định. Chương trình này cũng thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để nâng cao năng lực quản lý, xây dựng khung pháp lý và chính sách ngành năng lượng, nguồn